với con máy Toyota 200 này đang có mức giá là 9.200.000 đồng. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của công ty trách nhiệm hữu hạn Takio. Thì trong những video trước, Ngọc Lan đã báo giá cho quý vị và các bạn về những dòng máy chăn nuôi hiện đang được công ty trách nhiệm hữu hạn Takio sản xuất và phân phối trên thị trường. Thì trong video này, Ngọc Lan xin giới thiệu tiếp cho quý vị và các bạn. Đây chính là con máy sát gạo Takio TK200. Với con máy này thì quý vị vừa tích hợp được một đầu là đầu nghiền này, thêm vào đó là một đầu là đầu sát gạo. Kèm theo đó là máy được trang bị thêm công tắc đảo chiều rất là tiện lợi. Motor sử dụng là motor 3kW và sử dụng trực tiếp với nguồn điện 220V. Nhờ đó mà quý vị và các bạn hoàn toàn có thể an tâm sử dụng một cách dễ dàng. Kèm theo đó là máy sẽ có thêm hệ thống làm trắng cũng như là sàn rung 3 cấp, giúp cho quý vị và các bạn có thể phân biệt được đâu là gạo nguyên này, đâu là tấm và đâu là đá nhé. Và những con máy ở đây hiện tại đang được bảo hành lên đến là 18 tháng. Và motor sẽ được bảo hành 12 tháng một đổi một nếu như là lỗi của nhà sản xuất nhé. Và quý vị và các bạn nếu như muốn sở hữu một trong những con máy đang có mặt ở đây thì hãy liên hệ với Ngọc Lan qua số điện thoại hoặc là website hiển thị trên màn hình để có thể sở hữu ngay nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau.